Nghệ sĩ Phương Thanh đã trải qua rất nhiều những trải nghiệm ở trong đời, nhưng điều dũng cảm mới nhất chính là việc tham gia vào cuộc hẹn cuối tuần, và đó chính là phần này đây, với sự xuất hiện của Huyền Trang Mù Tạt. Em muốn gửi lời chào đầu tiên đến người chị nghệ sĩ Phương Sa, chị Phương Thanh và anh Hoàng Hải, anh Quốc Khánh cùng toàn thể quý vị khán giả. Theo nghiên cứu gần đây của em, nữ nghệ sĩ Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ mà được nhiều các bạn trẻ giả giọng hay nhái giọng nhiều nhất. Thế nên ngày hôm nay em sẽ quyết định là đưa ra một thử thách, sẽ phải giả giọng không phải chị Phương Thanh mà là âm thanh. Với trò chơi này xin mời anh Hoàng Hải chính là đối thủ của chị Phương Thanh. Ghê phải. Nhưng mà bây giờ anh bắt đầu phát hiện ra là mình đang bị vào bẫy. Cuộc hẹn cuối tuần lâu lâu phải vào bẫy mới vui. Không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Dạ. Mỗi bên sẽ được sử dụng những đạo cụ làm thế nào để phát ra âm thanh. Và người còn lại sẽ nghe âm thanh đó và sử dụng cái sự thiên phú của cổ họng của mình để nhái cái âm thanh đó. Và nếu mà tức là ai... khẩu thuật đấy ạ. Và nếu mà ai mà làm giống hơn và làm được nhiều đáp án hơn thì đương nhiên người đó là người thắng. Ở đây có ai là cổ động viên của anh Hoàng Hải? Giơ tay. Chỉ có một thôi. Thế còn ai là cổ động viên của chị Phương Thanh? Anh Hoàng Hải sẽ lắng nghe thật là kỹ nhá. Dễ thôi mà. Chuẩn. Yeah. Vỗ tay. Quá nhanh nhỉ. Thế bây giờ sẽ là cơ hội cho anh. Vâng, nó cũng tương tự đấy anh ạ. Chơi, chị âm thanh rất là dễ em. Rất giống ạ. Giống, hay, ăn luôn rồi. Kết quả là đồng độ là rất giống. Đồng độ là rất giống, đúng rồi, đồng độ. Đây lại là cơ hội cho chị Phương Thanh rồi. À, được. Em cho chị hẳn hai đạo cụ. Rồi, cho hết nước của em. Anh Hải ơi. Thực ra là vẫn làm được. Nhưng mà không làm được ở đây. Không được sử dụng đạo cụ. Anh thấy nào? Ok. Yeah. Đây là quá hay. Yeah. Anh ơi. Thanh mới là chuyên gia. Cái này mới là xuất sắc là. Chứ cái này thì em không có cách nào ngoài nhé. Chỉ nghe kỹ nhá. Lại. Tiếng mở cửa mà. Về cao độ là chuẩn. Bây giờ như thế này, nếu mà giả âm thanh mà khó với anh Hải thì em nghĩ là có một trò sẽ là thế mạnh của anh. Đấy chính là nghe nhạc đoán bài hát, mà lần này với sự hỗ trợ của phe chị Thanh luôn. Đấy chính là ban nhạc của cuộc hẹn cuối tuần. Rồi. Hai người chơi hãy chuẩn bị lắng nghe ạ. Xin mời. Đấy là bài Mãi Mãi. Đó riêng cho em một đời mãi không quên, bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Ok, 1-0. Chị ơi, bên đó thắng mà sao chị vui vậy? Không, bây giờ là phải vui. Thắng là thua, những vui mình cũng vẫn thắng. Dạ. Thế thì sẽ vui hơn nếu mà lượt chơi này chị Phương Thanh sẽ là người chiến thắng để cân bằng tỷ số. Bây giờ sẽ là bài hát số 2, xin mời. Bài gì ta? Nhiều lần ngập ngừng muốn gọi tiếng yêu đương,
sao chưa thành câu, sợ rằng mình chỉ còn xa đến bên em anh còn lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, xin rằng em mong anh như cánh hoa đào bay tới đất phương. Yeah. Hay quá, phe ta hay quá. Không nhìn trộm, không cho nhìn trộm. Okay. Ngày chia tay không còn gì trong ly, ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nước mắt cho em với đêm dài. Kiếp ve sầu á. Kiếp xong buồn. Bảy. Bảy. Kiếp ve sầu. Bài này của Vân Trường với Đan Trường á. Quá dễ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Tiếc mong chi cho lòng thêm vương vấn. Người hãy quên em đi. Yeah. Người hãy quên em đi. Yeah. Bây giờ đề nghị lần này nghiêm túc ban nhạc là phải cho một cái bài nào mà không thể là vừa mới đánh 2-3 nốt mà người chơi chúng tôi đã phát hiện ra đáp án được ạ. Xin mời ạ. Bài gì đấy ạ? Quá khó. Chứ phải đến gần mới nghe được. Được không? Quảng Bình quê ta ơi. Là chắc phải đến luôn. Anh Hải thân mến, đến giai đoạn này thì em nói thật em thua cả không hai thể cứu anh được nữa. Ở trong lượt chơi trước thì cũng đã là 2-1. Lượt chơi này thì thậm chí nó là 4-2 về công chuyện. Anh có lời gì để nói không ạ? Anh thân phục của mình. Đối thủ quá mạnh. Quá mạnh luôn. Trong lượt chơi của chúng ta, ai thua sẽ bị phạt. Và hình phạt của chúng ta đó chính là người thua ăn hết đĩa chanh này. Ăn hết đĩa nào được, mỗi người miếng nào. Ăn hết nha, ăn hết nha. Yo. Cảm ơn.